Vợ duy nhân tái sức làm mẫu ảnh. Kiều Oanh thể hiện vẻ uy quyền khi diện những mẫu áo dài cung đình tinh tế của nhà thiết kế Khánh China. Nguyễn Thị Kiều Oanh xuất hiện ấn tượng trong bộ ảnh đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài sống lặng lẽ kín tiếng kể từ khi sự ra đi của chồng của người mẫu duy nhân. Hiện tại, người đẹp chưa có ý định lấn sân showbiz, cô chỉ nhận lời làm mẫu ảnh vì yêu quý nhà thiết kế. Bộ sưu tập áo dài mới của Khánh China khắc họa hình ảnh quyền quý uy nghiêm của bậc mẫu nghi, lấy cảm hứng từ trang phục cung đình Huế ngày xưa. Loạt thiết kế sử dụng gam vàng chủ đạo cũng là sắc màu biểu trưng cho hoàng tộc và sự cao quý. Tác giả không chỉ trau chuốt tới từng đường nét trên trang phục mà còn chăm chút cả phụ kiện đi kèm như khăn vấn hay những chi tiết ánh kim tinh xảo. Dù rời xa sự nghiệp người mẫu ảnh khá lâu từ khi kết hôn với Duy Nhân, Kiều Oanh vẫn khiến ekip chụp ảnh lẫn nhà thiết kế bất ngờ ở lần tái xuất này bởi thần thái và các đậm chất Huế. Chia sẻ về bộ ảnh, Khánh China cho biết nàng thơ gắn bó thường xuyên nhất trong bộ ảnh sưu tập áo dài của tôi là hao kho du lịch Huế Ngọc Chân. Tuy nhiên, để tạo sự mới mẻ, lần này tôi đã mời Kiều Oanh và thật may mắn khi cô ấy nhận lời. Kiều Oanh và Ngọc Chân có nhiều nét tương đồng về đường nét thần thái, cốt cách của người con gái Huế. Nhưng ở Kiều Oanh có sự thâm trầm của một người phụ nữ đã trưởng thành sau nhiều biến cố trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!